Tôi thì tôi cứ quay đều hai máy thôi. Vâng, tôi thì tôi cứ quay đều hai máy thôi. Làm sao cho anh em xem nó hài hòa và bao quát được hết trận đấu thì tôi quay. Ồ, ép siêu Bắc Bình đến từ bài của thủ Egypt đấy. Ồ, mặt bên này bắt đầu là cũng đã có rừng nha. Và quả phụ đây rồi. Nhưng mà bài... Ồ, như vậy là hai quả phụ đối với thủ chim sẻ. Thêm đúng một con voi về nhà chính để cho dân nhà chính đỡ phải di chuyển nữa là bài cực mắc rồi. Cái mặt bên dưới này là cầu thủ chim sẻ đi nắng anh kín đấy nhá. Kín cả mặt bên dưới luôn rồi. Và bên trên này thì đang tận dụng một cái tư duy cơ cấu bò nhà của một top 1 đỉnh cao. Sau khi đó thì No 1 lại vấp mặt vào bãi quả rồi. Mồm cứ kêu oai oái vậy nhưng mà vòng toàn gặp. Ồ đấy, không chết cả dân luôn. Mồm thì kêu oai oái nhưng mà đồ ăn là luôn đẹp. Câu cả voi về thôi. Bên kia là Seng hit. Vâng, Seng đương nhiên là chém cho hit là người đánh cung. Seng với một cái lợi thế ép đời đến từ bài của game thủ Hồng Anh thì các bạn thấy rồi. Nó cũng cực kỳ rát, nếu như bài đẹp nó sẽ lên là khá sớm. Bên này là 7-35 đến từ game thủ No 1 với một bài Yamato. 7-35, 25 dân của IA là cũng không hề muộn đâu đấy. Nó cũng rất tươi đến từ bài màu 3 No 1 rồi. Câu voi thì phải né né xa là con sư tử ra một tí. No 1 thì bản tính là hơi xòe xòa nên những cái tình huống câu voi của anh nó cũng khá là giống với cái bản chất con người anh. Hết C1 thì chim sẻ sẽ like nha. Vâng, xin nhắc lại với tất cả các bạn là như thế. Hai hai dân đến từ thủ của anh. Thế như vậy là vâng, Hồng Anh lên đời đột biến. Có thể nói là đột biến trong cái map la. Hai hai dân lên sớm của con xe như thế là đột biến rồi. Chủ động bò bế cơ cấu sớm. Đánh về thế vâng, chì ra một chút. Nhà sẻ nỏ tham rộng là cực kỳ tươi. Đánh về sau một chút thì sẻ vâng cân được. Gọi là vào thế mà vâng, bên mình cũng là thế chém tuyển. Và cung nó cũng là khá tuyển thì thủ chim sẻ rồi. Và trình vâng cầm đánh về cái thế và bền hơn một chút thì tôi vẫn tự tin cho chim sẻ với bất kể đối thủ nào. Đây là BM, còn đây là BA vâng, đóng luôn trên con dốc này. Căng cơ cấu luôn. Quay lại với No 1 thôi. Ông nào bị lính án con giò của ông anh chứ gì? Đây rồi. Vâng. Thiêng lắm. No 1 ra giò thủ luôn. Đang hơi nghi ngờ lo vào một cái tình huống mà anh không ăn được vàng thì vào không biết là IA sẽ đánh kiểu gì. Giò thủ sau đó là cơ cấu bò vàng vào. Hồng Anh rất khéo luôn. Vâng. Không biết là thủ về lớp anh có giò à, sao nó có tê đi luôn hay không? Rồi. Ôm nhiều dân một chút. Ờ, No 1 anh đang bò bãi vàng với một cái tư thế nhìn trông hơi buồn cười. Giò thủ nhá. Vâng, tạm thời giò thủ cho khỏe ra đã. Bò luôn mặt bên kia vào, lạc đà nó sớm hơn mình đấy. Và hệ của IA về hệ Seng là lạc đà khắc chém. Bên này thì game thủ chim sẻ. Vâng, Hồng Anh đã là người lên đời rồi. T đang đứng ở nhà. Úi giời ơi, kín. À ơi, chắc cốp lắm. Bình Bình Mazda chắc cốp lắm. Ông ấy xúc vào kia ông vé ruộng thì tôi chịu rồi, tôi không nghĩ được ông xúc vào kia ông vé ruộng được thì thề với các ông luôn. Còn trong này làm cho 8 cái ruộng thì nó lại sóc 4A đều quá. Vâng, thằng Bình Mazda này mày kinh rồi. Anh chính thức quỳ. Vâng, nó đã để ý được cái lỗ con kia để vào đấy nhét ruộng được. Ôi 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 ôi. Vâng. Vâng. Ô, ô kịp đấy. Vâng, như vậy là tình huống mà đúng là chỉ có top 1 người ta mới làm được cái tình huống này thôi. Tôi tưởng là chết rồi nhưng không. Còn lạc đà không cửa vào nhá. 2, 4, 6 cái ruộng cộng với 2 cái ruộng bên ngoài ở chỗ BG kia là Bình Mazda khả năng là sóc 4A siêu đều luôn. Chỉ ép 4A. Còn lạc đà đầu mất luôn, phế luôn con lạc đà đầu của ông thủ của anh. Và lớp vâng, đúng là về lớp đẩy tê. Về lớp đẩy tê vào nhà ông thủ nó một luôn. Rồi tiếp tục đen dân ra văn vàng. Trong đó thì game thủ nó một tham 21 quấy được một ít vào nhà ông thủ anh. Nó một phải khoanh tròn ruộng, bắt đầu chốt đầu ruộng vào. Lực phải ra chém đều cái thế này đấy.
Vâng, xẻ thì vẫn đang bị lạc đào úp A. Về zip này vâng chỉ máu, cố gắng là có được cái giáp 2 thì tươi, nhưng dường như lực vẫn đang để có thể ra ruộng và sóc quân chân lực. Vâng, 4A đều. Cắn đúng 4A đều mà. Vâng, mà những tuần sau bắt đầu tính sau, còn những tuần đầu là cắn đúng 4A đều thôi. Lợi thế của em là con cung giờ này nó có thể chỉ máu, nó rỉa lạc đà tốt nữa. Trong tay của một người cầm cung tốt thì nó lại là được cộng đam khi mà nó có công nghệ tốt. Đấy, đảo dân hay lắm. Nhìn mặt hơi lươn tí nhưng mà điều giờ hay và tán gái cũng giỏi. Nô một bên này vâng đang bắt đầu chết dần. Liệu có ôm được lại nhà Seng đến từ trung thủ Hồng Anh không? Bây giờ Hồng Anh đứng lạc đà ở nhà thì khả năng cũng hơi khê bài Văn Lớp, các bạn có thể thấy. Hồng Anh thì chắc chắn là nhà chính tròn khoanh ruộng rồi, còn bài Văn Lớp thì các bạn thấy là ruộng khoanh nhìn buồn cười lắm. Bài này là Hồng Anh lên siêu sớm chứ nếu không thì bài Văn Lớp không tí vị gì. Bài nhìn Văn Lớp vẽ ruộng là hơi rách, không có cái gì bảo kê luôn. Tham là một còn 16 nhá, yếu rồi đấy. Bên này lạc đà của Hồng Anh thì hơn giỏi luôn. Cho vàng lên để giáp 4 đi này, còn không là thôi cũng không phải đánh nữa đâu đấy. Đồng lắm đấy nhá, nhà của anh lắm ruộng lắm đấy. Máy nô 1 nhìn là vâng thấy được nhà thủ của anh siêu đồng ruộng. Lạc đà chay nó vã vâng cùng giờ đang phải chạy tíu tít. Trong đó về lớp thì chưa đẩy. Và lớp khỏe nguyên, khả năng nó bắn lại em thủ nô 1 một tơn để cho nô 1 fit hẳn đi nhá. Nô 1 cố gắng giữ mạng ra, có chém phải là hệ chém quấy đấy. Cái chỗ khoanh ruộng xem ra bản đồ nhà của lớp xấu lắm. Anh phải giữ được chém anh quấy vào, ya vắt chém rẻ. Cố gắng làm mấy cái ruộng rồi bắt đầu ra một lò đèo, vâng hai lò đèo được thì tốt. Bên này thì sẻ có lẽ là em phải giật lên dốc thì mới đỡ được cái tơn lạc đà này. Cái tơn binh biến này là em phải giật hẳn lên dốc. Phải giật hẳn lên dốc. Đấy ruộng kìa. Giáp 4 là đã có. Nhưng lực vẫn đang để ép quân trần lực chứ chưa phải là tình huống có trần gỗ 2. Vẫn 4A nhá. Vâng, lạc đà tiếp tục sổ. Cẩn thận nó quay đấy. Nô 1 phải để ý xem Vlog có đẩy quân đi không để báo về cho thủ chim sẻ. Cung giờ bị rắc kìa. Cung giờ bị rắc. Bắt nguyên tên lạc đà này của game thủ Hồng Anh 18 hay không? Vâng, nhà người ta lạc đà đang nuôi được. Chính vì thế mà người ta đang lao vào chơi luôn. Bắt rồi, tên này sẻ không bắt gì đâu đấy. Hay lắm. Tên này sẻ gần như không bắt gì. Có lẽ là em chỉ mất khoảng 3 con lạc. À xin lỗi, 3 con cung giờ. Lớp đã bắt đầu đẩy lên đây rồi. Nô 1 đi vào xem vào được nhà lớp không nhá. Lớp đẩy tên quân to lắm lên nhà của sẻ rồi đấy. Lớp mà đi lối tên này là chim sẻ thủ được đấy. Vâng, một tên đứng chụp vào cái hốc đến từ game thủ chim sẻ. Đúng là bình Mata. Cái sự khác biệt của em với các game thủ khác đơn giản chỉ là cái ô tô mà thôi. Ok, vâng, lớp lại tiếp tục lối. Lớp lại tiếp tục lối. Trong đó bên này nô phải quấy, phải vô phải ra được chém. Anh kiếm cái lỗ nào đấy anh chui vào cũng được. Làm vài cái ruộng ra. Ra một lò đều. Và ông đang có khoảng 6 cái ruộng. Kiếm một ít dân ăn vàng là một lò đều chặt luôn. Thậm chí là một lò rưỡi luôn bởi vì ra chém rẻ. Để quấy vào nhà của em thủ viên lớp. Cái mặt ruộng bên dưới này là mặt siêu xấu. Vâng, ôi quý ơi, ôi lớp ơi. Ngôi sao hy vọng mang tên viên lớp đang cắm trước cửa vào mồm của thủ chim sẻ. Đấy là 8 xô vào nhà em đấy nhá sẻ nhá. Đừng ham hố quá, 8 xô nhà em đấy. Màu 8 lạc đà đông lắm. Bên này thì game thủ nó 1, đúng rồi. Anh phải chứng minh rằng mình là một trong những thương binh cụ Hồ. Tàn nhưng không được phế. Vâng, anh phế chặt rồi. Thì vừa nói xong thì anh tỏ ra mình hơi phê. Trong cái đó bên này game thủ chim sẻ tiếp tục, đây là vào một cơn mưa lạc đà tơn đến đợt 2 đấy. Đây là đợt 2 đến từ game thủ của anh sồ vào, nhưng khả năng là Hồng Anh vẫn sẽ bị bắt thôi. Khả năng là Hồng Anh vẫn sẽ bị bắt, mặc dù sẻ ông bắt tơn này khá nhiều dân. Ruộng kìa, ruộng kìa. Rồi gỗ nhiều lắm, hoàn toàn bo được. Cùng giờ Egypt các bạn thấy rằng nó chì máu lạc đà cứ lao vào đến đâu. Nó cả kích, nó sồ và nó thiêu đến đấy. Trận này mà sẻ cân được 2 thì nó lại hơi buồn cười. Có cơ sở đấy nhá, bởi vì nhà bên lớp mặt bên dưới xấu lắm. Xem bên lớp bao dân.
Vâng, đầu máu là đã có, giáp 4 đã có, chặt gỗ cũng đã có, không còn thiếu một cái gì dành cho con cung dầu. Thủ chim sẻ sẽ bo lại cái hốc trên 12 giờ của em nhá, ăn rừng hở rồi đấy. Vâng, làm luôn một cái BA, thằng này 85 đến từ chim sẻ. Đồ một còn dân không? Giữ về, vâng không thì chạy về trong đèo cũng cho chim sẻ hỗn được. Gần nhà sẻ nó có bãi vàng đấy. À, Vlog bắt đầu ra ngoài ăn vàng, à xong ăn gỗ. Vlog bắt đầu ra ngoài ăn gỗ. Vâng, cái bài nhà này cứ phải móc nhiều, phải có lực để ra một lò đèo để móc nhiều vào nhà người cầm cung trong thủ Vlog. Rừng bên kia là khá sâu, móc rất nhiều vào. Vâng, trong đánh ra và ngoài đánh vào luôn. Đấy, con kia lại sồ và ăn dân xong là lại bắt đầu đi ra. Có lực đâu mà vào hai lò đèo, còn đây là ông thủ chim sẻ. Trong nhà nhá, trong nhà. Ui rồi lạc đà trong nhà, mời dân nhà chính kìa. Vâng, bên này thì game thủ chim sẻ anh đang một cái tình huống mà tiếp tục hoặc anh sồ và tập tiếp theo đây, có lẽ tập thứ ba thứ tư gì đấy. Đỡ thoải mái nhá, Hồng Anh vẫn là người bị bắt lạc đà đấy. Tham lai đang là gần 70. Sồ vào tên này. Dân ra đến đầu có lẽ là bị game thủ màu 8 chém đến đây. Lực về thực của em đang hơi yếu. Hồng Anh đã bắt đầu hết lạc đà. Chim sẻ ơi, ôi trời ơi, bên lớp đang hơi to. Tham mình đang bị đè, có thể nói là 65 cho đến 35 hoặc là 64. Và lớp bắt đầu bùng hết ra, ra bên ngoài ăn rừng nữa nhá. Tờ này có lẽ chim sẻ phải đẩy đi thôi. Sẻ phải đẩy đi thôi. Một tôn hơi to đến từ chim sẻ dí xuống. Lạc đà thì kim thủ màu 8 đang đứng ở trong nhà. Hồng Anh trận này bị bắt. Vâng, bị bắt không biết bao nhiêu con lạc đà cho nó vừa. Trận này mà không phải là Seng hit thì tôi tự tin tàu khoảng bên kia con sầm mơ thôi là tôi tự tin là sẻ đã cân được rồi. Bắt đầu nhà Seng đã bắt đầu bị bay. Về lớp đương nhiên phải đưa quân sang đó. Cẩn thận nó có cả lạc đà đấy nhá. Những cái tôn siêu quân đến từ kim thủ chim sẻ em cần phải chú ý do bên kia có lạc đà. Vâng, do bên kia có lạc đà nên những cái tình huống mà game thủ chim sẻ đi quân anh cần phải đấy. Lớp đầu vẩy e thôi. Tham 65 đến từ sẻ. Nhà chính ở nhà có đang nhiều bóng ruộng chưa có dân khai thác nhưng cũng không có lực để sóc lại dân khi mấy em đang phải. Ui rồi Hoàng Anh chết thêm tôn dân nhá. Hoàng Anh chết thêm tôn dân. Tên này bắn đầu nhà Hoàng Anh bay chặt đấy em ạ. Tham 16 đấy. Ia chém gì à? Không, nó một sóc lại đi quấy được màu 7 tươi luôn. Hồng Anh bị chim sẻ bắn chết rồi. Ôi ơi, ôi anh ơi, về lớp lên tắt nhà nó một ăn rừng. Nếu mà anh không chém được thì không không quản được dân thì hơi buồn cười. Có quân đứng ở đây rồi. Cứ móc đi, làm gì có tay. Bàn tay vâng cũng chỉ 5 ngón đấy từ bên lớp thôi. Rồi vâng, thủ chim sẻ anh đã bắt đầu vừa có những tình huống đẩy chết. Ô, ôi bay một cái hốc nhá. Vào một tình huống mà nãy đã nhắc cái thủ chim sẻ nhưng có lẽ là một tên ăn rừng tiếp tục bị hở. Mặt bên trên phải cố gắng là giữ được vì bên trên có những cái ruộng cực ấm. Mất cái ruộng ấm, cẩn thận nhá. Vâng, tên này màu 7 dồn lên mình đang hơi bị loạn. Bắt quân được màu 7 đi để còn cố gắng đó. Bắt quân màu 7 đi để còn ốp ngược lại. Bên kia thì nó một tận dụng quản đi thôi anh. Anh tận dụng một quản nó lọt vào nhà thủ Vlog. Rừng gối bên trên người ta ăn nhiều lắm. Cái khúc người ta nói của vâng ưng Hoàng khóc. À quên, ưng Hoàng Phúc. Đóng luôn vâng vò bằng VE. Đấy, quản chặt vào, quản nhiều vào. Một tôn đang quản đến từ kim thủ đô 1. Vâng, trong khi đó thì kim thủ chim sẻ đầu dí một kích cực to vào kim thủ 8. Vậy ăn được dân nhá, vậy ăn được dân nhá. Dân nó chạy được cột rồi đấy em ơi. Dân chạy được cột rồi đấy. Vâng, màu 8 chết cực sâu dân. Các bạn có thể thấy. Vâng, hơi buồn cười rồi đấy. Bắt đầu là tôi đang thấy có những tình huống buồn cười. Lạc đà bên trên này thì không có cửa để dí vào nhà thủ chim sẻ. Trong cái đó cùng giờ mặt bên trên này không đồng cái tiểu thủ Vlog. Tham bài là 93 và tình huống xem tham đến tiểu thủ chim sẻ nào. Ôi ôi ôi, tham cân. Mà game thủ màu 8 bên kia người cầm xem game thủ quay chết khá sâu rồi.
94 đến từ nguyên thủ chim sẻ. Trong đó bên này vòng là một thằng anh quận 9 giấu dần đi xa xa một tí, làm quanh ruộng ấm ngân vàng bên trên mặt nhà nguyên thủ chim sẻ được thì bền hơn. Vâng, tham còn 7 đến từ nó 1 nhưng tầm này không quan trọng nó 1 lắm nữa rồi. Sẻ tầm này sẻ, vâng, bắn nguyên thủ Hồng Anh cũng đưa về thế, Hồng Anh chết. Sau đó là solo về lớp, đang đốt cả lò, đốt cả lò nguyên thủ Hồng Anh đi. Chỗ đấy vẫn là chỗ rừng dừa em hỏi sao sẻ ạ? Vâng, những cái tình huống mà vâng cắm dân và cắm quân đến từ viên lớp vào hoành nhìn khá buồn cười. Ê, ui ôi, ôi ôi, tao lại mày, bình mất ra. Vâng. Từ từ thôi, từ từ, không có tay thì giật cái này về em được. Vâng, nó vẩy quả e khiến cho con người ta cảm thấy đau lòng. 1 năm qua, vâng, không, có lẽ là 3 năm qua, những cái tình huống vẩy e như thế đã khiến cho cầu thủ chim sẻ đi nắng chỉ tính nguyên trong những tình huống vẩy e như vậy. Anh đã mang về được 4 cái lốp ô tô. Vâng, cùng giờ đây là Egypt đầu máu, nó bắn cảm giác không có cửa chết được chưa? Cảm giác không có cửa chết luôn. Solo tuần này giờ họ cũng là giờ hit nhưng mà mình là Egypt full cục nghệ. Máu nó quá trâu và chim sẻ dồn thêm 1 tôn nữa lên. Vâng, thắng một cái trận là khá buồn cười. Cái thủ chim sẻ đến nắng anh chỉ có 7 cái ruộng. Bảo anh lạc bà thì là siêu siêu đông. Sẻ trận này là quá chỉ. Còn đô 1 thì anh làm tốt được cái nhiệm vụ nghêu ngào của mình. Vâng, một tên vậy tốt. Thôi thế này thì thắng rồi. Vào cái thế dồn vào như này thắng rồi, bên kia không còn dừng nữa. Egypt tham lại đã là 110 và nở một đơn vị tham ra khoảng 10 đến 15 tham. Dày đối thủ chim sẻ. Vâng, sẻ đánh trận này là hay. Lẽ là phải công nhận và nói một câu công bằng là thế. Vâng, bắt đầu dí đến nhà BA của cầu thủ Việt Lốp. Dí vào đến nhà cầu thủ Việt Lốp rồi. Trong đó Hồng Anh cố gắng đang đục vào nhà của em. Em ơi, trèo chỗ BG lên con dốc đẹp lắm. Ở ba luôn. Vâng, đấy, bắt đầu dồn vào phía bên trong. Việt Lốp thì đang dàn quân phía bên ngoài. Nhưng sẻ đầu tách được một tên vào phía bên trong rồi. Ôi trời, trời đấy, bên ngoài tôi bên ngoài, anh thấy trời đi sẻ. Bên chủ yếu là tôi bên trong, đúng rồi, tôi bên ngoài đứng bắn là điều được rồi, chơi được rồi. Mình có đầu máu cơ mà. Mình có đầu máu cơ mà. Tên trong bắn dân, ui trời, tên ngoài không có cửa luôn chứ đừng có nói. Làm cái gì mà phải chạy, làm cái gì mà định dồn vào về lớp gì sai. Trận đấu mà chim sẻ anh đánh là hay, thực sự là hay trận này. Trận này là không còn cửa. Trận này là đô một yếu từ đầu và game thủ chim sẻ chỉ là bài cung mà ruộng trong hốc. Bên kia hai nhà khỏe nguyên, một nhà xeng chọn ruộng lên đòi ba là sớm hơn hẳn so với nhà chém bia bên mình. Nhưng mà vẫn có cửa. Chim sẻ đánh trận này là khá hay.